Rồi, xin chào. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cái đồng hồ đo độ cứng cao su của Tedlock, model là GS701G ha. Cái này là đo cái so C nha ha. Model được sản xuất tại Nhật, Made in Japan ha. Thì mình mua mới thì nó để trong một cái hộp và nó có một cái bọc ở ngoài, cái hộp giấy ở ngoài nữa ha. Đây là cái hộp nhựa bên trong ha, chúng ta khui ra. Thì model 701G này là có hai kim nha, chuyên dùng để đo những cái cao su mềm ha, những cái foam ha. Đó, chúng ta mở hộp ra thì chúng ta thấy có đây, đây là máy chính. Rồi, ở dưới đây thì nó có cái catalog hướng dẫn sử dụng của bên hãng ha. Đây. Đó. Hai mặt, một mặt bằng tiếng Việt và một mặt bằng tiếng Anh ha. Còn bên đây là tiếng Anh ha. Đó. Còn mặt bên đây là tiếng Nhật ha. Đó. Nó có hai thứ tiếng luôn ha. Đó. Mình trở lại với cái đây, trở lại với cái thước chính này, chúng ta thấy đây ha. Đây, thước chính nó có hai kim này ha. Đây, hai kim, cây kim đỏ này chỉ giá trị cao nhất ha. Đó. Này là những cái tiêu chuẩn của nó, Zika, ZS, Asterisk, dân đồng hồ được sản xuất tại Nhật ha. Đó. Cái đầu đặc biệt là cái đầu đây, cái đầu đo của nó như chúng ta thấy đây là cái đầu bi ha, đầu bi với cái R của nó là 5.08 ha. Cái này nó nặng khoảng 208 gram. Đây là cái mặt chính của nó. Đây trên đây là cái đây cái ren ốc để chúng ta bắt lên cái đồ gá thôi, cái đế gá để đo cho nó chính xác hơn ha. Là qua cái mặt sau của nó thì nó có cái đây cái số seri của nó ha. Mỗi cái đồng hồ đo độ cứng cao su thì nó có cái số seri khác nhau. Khi đo thì chúng ta chỉ việc đây ha, đây chúng ta chỉ việc áp cái ha, áp cái đây áp cái mũi đo vuông góc với cái sản phẩm mình thôi ha. Áp cái mũi đo vuông góc và chúng ta áp xuống, áp vuông góc ha. Và chúng ta đọc kết quả thôi ha. Cái kim đen này nó sẽ đẩy cái kim đỏ đến một cái giá trị lớn nhất thì cây kim đỏ nó sẽ dừng lại. Khi chúng ta dở lên thì cây kim đen này nó sẽ trở về cái vạch số 0 ha. Cũng rất là đơn giản, dễ sử dụng ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.